Món khổ qua xào đậu hũ cà rốt chay. Rau củ là món thường nhật có mặt trong mọi bữa ăn chay, kết hợp giữa cà rốt, bắp, khổ qua sẽ tạo ra một món rau củ cho bữa chay đủ chất, bổ sung vitamin A, chất sắt từ cà rốt, thêm nguồn vitamin C dồi dào, nguồn protein thay thế thịt từ khổ qua sẽ giúp cho người ăn chay có một hệ miễn dịch tốt nhất. Chuẩn bị các nguyên liệu như cà rốt, bắp, đậu hũ, khổ qua cắt nhỏ theo sở thích, lần lượt cho cà rốt, bắp, khổ qua lên chảo, cho thêm một ít nước xào đều, tiếp sau cho đậu hũ đã chiên vàng hai mặt vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn là được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo. Liên hệ hotline 0866 218 788 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí bởi chuyên gia Nutri An Can. Truy cập website nutrian.com.vn để biết thêm chi tiết. Nutri An Can, thực sữa miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam.